vậy đó bà xem coi. À bánh ơi gâu nhưng mà vẫn sấn gâu kìa. Biết là quen á. Người quen nha, nha. Bà là người quen nha. Đúng nha. Đúng nha. Đấy. Qua ngửi xong lại quành ra, xong lại quành vô. Đúng là người quen mà. Đấy, không được gâu nha. Đấy, vừa ăn vừa lắp bóp thôi bà. Không bà. Ờ tí nữa bà đang ngồi này. Tí nữa. Đấy, bà đang nhìn nó một đĩa cơm thôi kìa. Một đĩa cơm với cả... Ăn đi chứ, cho nhớ đây. Đấy. Mà đâu vừa ăn đi chứ, để cho ngồi ấy sao? Vừa ăn vừa chơi mới chịu bà. À, Sarah này ngủ trong phòng đó. Đấy. Nhà này nó mấy chục năm rồi. Đây là Đôn, đây giường của Đôn. Còn đây là giường của chú Huy. Này là hai con chó nó cứ đi lên trên này, nó phơi nắng và nó chơi trên này. Nó phơi nắng mặt. Đấy, lan can á. Đây mặt mẹ. Đấy. Người quen nha, không được cắn bà nha, không được sửa nha. Đấy, bà thấy độ bừa chưa? Bà thấy độ bừa bộn chưa? Còn bố Hoàng với mẹ Thơm về thì ngủ trong cái phòng này. Đó, ngủ trong phòng đó. Đôn ăn xong rồi xuống lấy canh nha. Ừ. Để lệch qua một bên kìa con, để lệch qua không nó đổ. Để lệch qua. Đấy, bà nhìn thấy cháu bà chưa? Phải vừa ăn vừa xem. Anh Đôn với nha. Đấy, bà lên thăm đấy. Hơn là gì? Hơn là ổ lợn đấy bà. Hơn là ổ lợn đấy. Đi bà. Dạ, sáng thứ bảy đi. Nó xe bịt mê sao không dòng xe bịt. Đây bà đang gấp quần áo cho Đôn này. Đấy, 3 ngày là bà đã gấp đi để đi Sài Gòn rồi, 3 ngày không gấp rồi. Giờ ngoại lên chơi là ngoại gấp cho Đôn này. Làm gì đen? Là đen. Đúng chạy ra đi, không đen nó kiếm kìa. Con cơ. Con phải đồng loại con đi chơi nhé. Ủa sao lại mang hai hộp sữa đi hả con? Mang hai hộp hay một hộp? Đi chơi đâu đó. Cất một hộp đi. Đâu phải của con hết đâu, của anh Đôn nó mà Sarah. Bà ngoại gấp cho đây. Và bà lấy hết ra không để mang đi Sài Gòn à. Không hết cái gì đó hả đâu. Bà quen bà ngoại chưa? Không được sửa bà ngoại nghe chưa? Hai con ngoan nghe chưa? Đấy, bà đang gấp đồ cho Đôn này, đi học à. Đôn xuống lấy canh nha Đôn. Nhìn thấy bà ngoại đang gấp đồ cho con này Đôn. Bà nói con 3 ngày nay bà lấy ra rồi đó. Con mặc cái nào thì con mang đi nha. Đây, bà ngoại đang gấp cho con này. Con xếp vào trong mấy cái múc nhiều rau vào ăn cho nó có chất rau cho nó mát nha Đôn. Ăn là ăn nhiều quá đây. Đấy, bà gấp cho ngay ngắn ngon lành này. Đấy nó xong lại lên như thế ngồi tới trưa lại dục mỏi mồm. Dục mỏi mồm gọi 2-3 lần bắt đầu mới xuống. Xuống ăn xong phải canh cho nó đi ngủ. Phải canh, phải gọi, phải quát. Đó. Đây đống quần áo bà để sẵn sàng ra rồi. Chờ đến ngày đi mới gấp. Sáng ngày thứ bảy là đi rồi.
cũng ngủ. Còn bà ngoại lên chơi thì phải ở nhà chơi với bà ngoại, sao cứ đi như thế hả Sara? Bà ngoại lên chơi với các con mà. Bà ngoại lên chơi thì ở nhà chơi với bà ngoại chứ. Hiểu chưa? Kỷ niệm của gia đình nhà Don với Sara mà, thì phải quay Don với Sara nhiều lên chứ. Vậy là ông ngoại ở Mỹ. Đi đến đi công tác ở Mỹ. Thế sao lúc buồn lại không phải là ông ngoại em mất rồi. Không phải là gì ông ngoại. Từng đây cái quần, từng đây cái áo này. Ra ôm bà đi. Ra ôm bà, chào bà, cho bà đi về đi. Chúc bà mạnh khỏe đi. Chào bà nhá. Cảm ơn bà đi, bà mua cho một đống đồ kìa. Sao biến bà ra ngoài kia không? Rồi, giờ giữ giữ nó không nó ra này rồi đó. Giữ nó ra, con chị đang chạy học rồi đó. Giữ nó ra này. Đôn nó mở rồi. Bà về nhá. Bye bà nhá, bà về nhá. Bà ra đâu bà? Rồi con đi vào đi, con đi vào đi. Đôn kìa. Chào.